Em chào các bác nhá. Em chúc sức khỏe tất cả các bạn xem video nhá. Hiện tại bây giờ là 9 rưỡi sáng của ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch các bạn. Thì trên kênh video này của em ấy, thì em chia sẻ, em hướng dẫn với các bác ấy, là mình sử dụng cái GE là những cái sản phẩm mình tự làm, mình tự chế ở nhà mình ấy, là mình chăm sóc cho vườn lan của mình. Thì ở trên kênh của em ấy, thì rất nhiều người vào kênh của em và có nói là chăm sóc GE bằng GE như vậy thì cây làm sao mà nó khỏe, cây làm sao mà nó đẹp được, và cái điều là cái bộ rễ của cây lan, thì cái rễ cây lan làm sao mà nó phát triển được đấy, sử dụng GE làm sao mà có được cái bộ rễ đẹp, mà phải sử dụng phân nọ thuốc kia đấy, phải sử dụng những loại thuốc Mỹ, thuốc Nhật hoặc là thuốc của Hàn Quốc thì kích rễ cho cây lan thì nó mới tốt, thì bộ rễ cây lan nó mới đẹp. Thì ý của những người đó ấy, là bảo là phải sử dụng những cái loại nhiều tiền đấy, phải sử dụng những loại đắt tiền thì chăm lan thì nó mới có cái bộ rễ đẹp đúng không ạ? Còn chăm sóc lan mà bằng cái sản phẩm GE như em với các bác đang sử dụng ấy thì không tốt bằng họ chăm sóc. Thế nhưng mà thôi, không sao cả. Hôm nay thì em cho các bác xem, và những cái người đó mà có xem được cái video này ấy, thì hôm nay hãy xem cái bộ rễ của cái chậu lan này nó như nào. Đấy. Thì cái chậu lan này ấy, là em trồng là chắc được 2 năm đúng không ạ? Chắc khoảng 2 năm thôi. À, năm thứ 3 rồi các bạn. Thì ở đây các bác, đây cái bộ rễ của nó đây. Đấy, thì cái chậu này đầu năm là những cái rễ này nó không có. Thế nhưng mà bây giờ rễ nó quấn hết cả chậu, kín mít hết cả chậu ạ, không còn chỗ để mà thở nữa. Thì đây là cái bộ rễ. Đấy. Và không những rễ mà nó nhiều như này ấy, mà những cái rễ già nó phi ra khỏi chậu. Đấy, nó đẻ nhánh khủng khiếp. Đấy. Cái đầu rễ này nó bị thui này, nó bị cụt này. Nên là nó đẻ ra rất là nhiều nhánh luôn. Đấy, thì đây. Chỉ chăm sóc bằng những cái sản phẩm GE mà mình tự làm, tự chế ở nhà thôi các bạn. À đấy, mình chỉ cần những cái sản phẩm mà rẻ tiền thôi, những cái vật dụng mà có thể mình tự kiếm, tự có sẵn ở trong gia đình nhà mình. Hoặc là những cái, em nói ví dụ như là cái dứa đấy, cái vỏ dứa đấy, là những cái thứ mà vứt đi không dùng được. Đấy, mình tự tận dụng những cái thứ đó. Đấy, hoặc là những cái quả chuối chín mà nó mình không ăn đến. Đấy, mình sử dụng, mình làm phân bón. Đấy, mình làm phân bón mình tự làm. Rất là rẻ tiền thôi các bạn, thậm chí là không mất tiền. À quên mất, có các bạn. Cái bia thì nếu như các bác không kiếm được ấy, không kiếm miễn phí được thì mình phải bỏ tiền ra mua bia các bạn. Nhưng mà bỏ tiền ra mua bia thì cũng rất là rẻ thôi. Đấy, ví dụ như là 3 lít bia mà mua cái bia tính 3 lít bia thì cũng rơi tầm 45-50 nghìn. Đấy. Là mình đã có cái sản phẩm là mình chăm sóc cây lan là rất là rẻ tiền, nó chỉ 50 nghìn đổ về thôi. Đấy các bạn. Đấy, mà cây thì nó vẫn khỏe mạnh như này. Đấy, thân của nó đây. Đấy, rất dài. Có yếu đâu. À đây các bác nhé, các bác thử quan sát cái chậu này nó rất là nhỏ. Cái chậu là chậu size 10 mấy, size 18 hay sao ấy? 18 hay 20 gì đó, em chẳng nhớ rõ, nhưng mà chậu chắc là size 18 thôi. Đấy, chậu rất nhỏ thôi, nhưng mà ở trong này em trồng này, 1 dài, 2 dài, 3 dài. Đấy, 3 dài. Gồm những hẳn ba già cơ. Đấy, chậu rất là nhỏ. Thế nhưng mà cây thì vẫn cứ phát triển tốt, vẫn phát triển mạnh. Thì cây mà nó phát triển mạnh mà nó dài như này ấy, đấy, thì cái bộ rễ nó phải cực kỳ là khỏe, đúng không bác? Thì cái bộ rễ nó là cái linh hồn sống của cây lan, mà nó là cái nơi mà nó tiếp nhận và nó thu nhận, là nó hút nhiều dinh dưỡng nhất để nó truyền lên thân, để nó nuôi, để giúp cây lan mình nó đẩy ngọn, để nó phát triển ngọn nó dài hơn, đúng không bác? Thì cái bộ rễ của mình nó phải cực kỳ là khỏe thì nó mới nuôi được những cái thân lan nó như này. Đấy. Đơn giản thôi các bạn. Mình chăm sóc đơn giản thôi, không đâu cần phải cầu kỳ là phải sử dụng cái loại đắt tiền làm gì đâu. Đấy. Rất là rẻ mà mình tự làm ở nhà. Nên là mình biết được cái sản phẩm của mình nó an toàn đến sức khỏe của mình nó như nào, đúng không bác? À đây các bạn, thì với những cái sản phẩm GE mà mình tự làm ở nhà, đấy, giá thành của nó vừa rẻ,
đấy, mà lại an toàn cho sức khỏe mà chăm sóc chậu lan. Thì các bác nhìn lại nhá, cái chậu này nó không còn rễ, không còn chỗ để cho cái rễ nó bò nữa. Đây, nó bám kín mít luôn, kín mít tất cả chậu luôn. Đây các bác, nó không còn chỗ để nó bò rễ nữa. Đấy, rễ thì rất là to, trắng muốt, rất là khỏe luôn, rất là cứng luôn. À rồi các bác, thì không phải là cái video này là cái video duy nhất mà em quay cho các bác xem bộ rễ của những cái chậu lan ở trong vườn lan của em, mà em quay rất là nhiều năm rồi. Năm 2020 em cũng quay những bộ rễ trong vườn lan của em rồi, và năm 2021 năm trước là em cũng quay rất là nhiều rồi đấy. À đấy, thì hầu như là năm nào em cũng quay quay cái review những cái bộ rễ ở cái vườn lan của em. Thế nhưng mà thực tế vẫn có những người vào mà chê bai thế nọ thế kia, là ông chăm như vậy thì làm sao mà bộ rễ của nó khỏe, rồi là rễ nó thế nọ thế kia đấy. Đấy, vào video của em bình luận ấy thì em nghĩ chắc là chỉ là quảng cáo thôi đấy, vào cái kiểu như là vào kênh của em xong là quảng cáo sản phẩm ấy, PR sản phẩm thôi đấy, quảng cáo cái sản phẩm mà họ đang muốn quảng cáo tới đấy. Chứ còn nói thật ra là cũng chả có cái ý định gì mà xem video của em đâu, và cũng chả có cái ý định gì mà tham khảo những cái cách trồng và chăm sóc lan ở trên kênh của em các bác. Rồi thì em quay hôm nay em quay cái chậu này các bác xem thôi. Đấy, xem cái chậu này là quay cái bộ rễ này thôi các bác. Thì hiện tại ấy, là em đang cái công tác là em cho những cái lan này của em nó đứng lên này. Đấy, thời gian là rồi lười quá là em không buộc, không cố định để nó thòng xuống. Để nó thòng xuống là nó lên đến đây xong nó cong, nó gập xuống này. Nên là quay những cái video trước là quay là video các bác là nhìn cây, nhìn nó chán đời, nhìn những chậu lan nó chán đời, nhìn nó thấp thấp lùn lùn ấy. Đấy, thì em đang đang công tác là buộc lại, buộc cho nó đứng lên. Thì khi em buộc xong ấy thì em sẽ quay vườn lan của em cho các bác nhìn và cảm nhận là cái độ tăng trưởng những cây, độ phát triển ở trong những của những cây lan, những chậu lan ở trong vườn lan của em ấy, là với cái quá trình mà trồng và chăm sóc lan một cách nó đơn giản đấy, chỉ sử dụng một ít cái phân chì nhặt bón gốc, và mình bón lá bằng cái sản phẩm GE thôi. Các bác xem là cái độ tăng trưởng của cây đó như là nó phát triển nó như nào đấy nha các bác nhá. Rồi, em xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nhé.